như là kiểu nghèo á. Mấy đứa kiểu như là kiểu nghèo á. Cái gì vậy bà nội? Thôi rồi, ăn mấy cái đồ mà đồ thừa quen rồi. Không sao. Rồi rồi, tới công chuyện này. Lên, đừng có ngủ kìa, tụi nó đưa ngủ kìa. Dạ. Đây, vô thử. Ham tiền. Ê, đâu chưa thấy ba mẹ chồng nào xấu như ba mẹ chồng. Ta tự tin dữ trời. Ai xấu vậy em? Dễ thương, tụi nó đẹp đôi chị. Bà xấu mà đi đám cưới xấu. Tao thấy giống như là vét của là đám cưới á. Vì sao bà mẹ chồng với bà mẹ vợ đeo được con vòng vàng không? Đèn lui đây đánh thùng. Rồi rồi, đợi ba mới dây các bạn ơi. Thôi nè, tụi mình á bỏ bao thơ mỗi đứa 70 ngàn, mà nghĩ coi miếng giả này không dính. Ở đây cho đáng bạn còn hơn miếng giấy tấm giọng rồi bánh hỏi nhìn gì bên họ sao muốn trả lời. Cái này không biết bánh hỏi hay lời là... ghê quá ok mẹ tụi mày nhanh nhanh nè. Tôi nghi là đám cưới đợt này xong là về nhà là cũng ngoại tình bỏ chồng. Cái gì nữa? Coi kìa. Đám cưới mà tao nói đùa còn đông khách. Trời ơi, nó có đùa vui vịt kìa. Qua cái trò vui bay lên rồi thấy không? Nó nghe mình mà không đi chắc nó sớm thì không ai đi đâu. Ê, cái mặt của cô dâu là cô cốt ngoại tình đó nghe. Lúc còn má cao là giác phu hả? Ừ, tay giờ tao chứng má bà cao chưa? Trời ơi, bữa tôi đâu có cao. Trời ơi, tôi chưa đâu có cao. Con trai mà. Trời ơi. Ủa? Sao mẹ vợ mới có cái gì mà mới nhô nhô người ta? Xong, tỉa lại cái khúc này nó kia. Trời ơi, sao lãng sao bán á? Mình ơi. Mình tới chợ nó biên thư gì cho tôi nghe. Má chúng ta gặp lại mà. Mình đừng lo. Đúng đấy. Xa mình một ngày chỉ một đêm thôi, một năm vậy đó. Một đêm đối với tôi mình chỉ là tình một đêm thôi hả? Tôi đi đến nhìn tình yêu đó. Ủa? Xin tiền ăn uống. Xa một năm thì cho tôi tiền đi mình ơi. Nói chung hai người nhớ lên trển là bảo ban cho nhau nha. Đừng có ăn chơi lêu lỏng rồi cặp bồ cặp bịch trển rồi bỏ tôi ở đây á. Bây giờ cơm thôi. Thôi lại ăn cơm như vậy. Người ta tới rồi kìa. Lên đi. Chưa có tới. Chị đứng đây chị thôi. Đứng đây chị rút dây kìa. Chị xuống chị rút dây kìa. Chị con gái chứ phải con gấu đâu mẹ. Kêu chị kéo đò chứ. Ủa bảy mày quay nữa mày đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Tiễn chồng. Anh ơi cơm tới coi ạ. Thôi mình cứ đi để đó tôi lo cho. Tôi đã xuống để giữ gìn sức khỏe nha. Yes sir. Đây, chừng cầm cái này phụ nè, cầm phụ cho. Long xuống không kìa Long. Thằng Long. Con chừng mình nha. Con chừng mình ơi. Đại đi không té. Cái gì vậy mình? Tôi xách một ngón còn được này mình. Đây, để chị phụ em. Sao lại cái gì? Nhảnh hai cô gái lực tiền. Đưa chồng đi. Đưa chồng lên Sài Gòn làm ăn. Mình ơi. Lên trận nhớ về tôi nha. Thân em liễu yếu đào tơ. Không có sức khỏe hết. Đi sớm về sớm với tôi nha mình. Mình nhớ giữ dây cho chắc nha. Mình cứ sợ lên. Anh ơi anh bước lên để xíu nè, đừng không, đứng ở đó. Kéo dây hả? Đây còn tôi. Cái gì? Đỏ cam nhiều quá kém được vậy? Trời ơi cái miếng cột dài của ai kìa. Bye bye nha. Lên trển là nhớ bảo ban lo cho nha. Ơi. Bà nội này á. Sao không? Chị bước lên cái cây gỗ này. Em xuống máy bay à. Bye bye nha. Nhớ giữ sức khỏe nha. Mình ơi. Đi nha. Mình
Em có thai rồi. Mình đặt tên con là gì em ơi? Chị nói vậy tao mới đi luôn á. Xin tám mình ơi. Tên gì? Anh tên Lâm. Mà con tên Bệnh nha. Mày đi vô đây với tao. Mày đi, mày có chồng, mày có chồng, mày có chồng rồi ha. Tao để chơi, mày có chồng rồi. Anh ơi, mày đi theo mày tiễn trai qua đường ha. Đi vô đây. Thầy ơi, thầy đi vô đây. 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 Tao cạo đầu khô mày bữa nay. Mày là có chồng có con rồi nha. Ủa anh hai? Ủa anh hai? Ủa anh hai? Mình ơi. Ông đi ra ông giải gái ông làm mấy cái này chi? Rồi đi. Con mình nè mình ơi. Bye bye, bye nha. Chạy nữa làm ơn đi vô cho một cái. Chứ không có giả gái đứng đưa đò à. Đi sớm về với con nha. Nani? Ba là con cho ba.